Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên á, chúng ta sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là delta lớn hơn 0, là chúng ta có hai nghiệm thực. Thì chúng ta sẽ có b bình phương trừ 4 lần ac. B ở đây là trừ 2m. A là số 1, c là 6m cộng 7. Và cho cái cục này lớn hơn 0. Thì chúng ta rút gọn lại thành như thế này, chia 2 vế cho số 4. Như vậy chúng ta bấm máy tính Casio ra. Thì chúng ta có m lớn hơn 7 và m nhỏ hơn trừ 1. Như vậy mình để như thế này đi, để dễ tránh nhầm lẫn. Như vậy chúng ta sẽ có x1 và x2. Thì mình đặt lại z1 và z2. Thì chúng ta có trừ b trừ căn delta chia cho 2a. Này dấu cộng. B ở đây á, chúng ta có trừ 2m. Trừ với trừ là dấu cộng. Bây giờ delta là cái cục này. A chính là số 1. Căn bậc 2 của số 4, chúng ta có số 2. Hai chia cho 2 là số 1. Như vậy chúng ta xong một cục đầu tiên. Bây giờ chúng ta sang cục thứ hai, đó chính là delta nhỏ hơn 0. Khi delta nhỏ hơn 0, chúng ta sẽ có hai nghiệm phức. Thì trong trường hợp này nè, giả sử nha, cái này chỉ là một ví dụ, không phải là nghiệm của nó. Giả sử chúng ta có căn trừ 4, mình sẽ tách ra thành căn trừ 1 và căn 4. Thì chúng ta biết rằng căn trừ 1 sẽ biến thành chữ y. Còn dấu bên trong của cái căn này nè, nó sẽ biến đổi từ số âm sang số dương. Như vậy trong trường hợp này, khi chúng ta thế vào chữ y á, thì chúng ta sẽ có thêm dấu trừ bên trong cái căn này. Bây giờ chúng ta có cái cục này. Thì chúng ta sẽ xét như sau. Chúng ta sẽ sử dụng máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta vào đây, nhấn số 9, bảng giá trị. Cục đầu tiên chúng ta cho Z1 vào đây, Z2 vào đây. Cục tiếp theo, đảo ngược lại, cái này Z1 trở thành Z2, còn Z2 trở thành Z1. Nhưng như bằng, bây giờ chúng ta có điều kiện của delta là từ trừ 1 cho đến 7. Bây giờ trong trường hợp này, mình sẽ xét từ hai khoảng nha. Bây giờ mình xét từ âm 19 đi. Kết thúc tại vị trí âm 1. Mỗi số cách nhau một đơn vị. Thì bây giờ mình sẽ tìm xem cái chỗ nào nó sẽ tạo ra kết quả là bằng 9. Thì chúng ta thấy rõ ở đây trừ 3 nó bằng 9 nè. Trừ 2 nó cũng bằng 9 nè. Còn trừ 1 nó đi xuống. Còn nếu mà chúng ta tăng lên thì các giá trị nó đều tăng lên luôn. Bây giờ chúng ta nhấn AC tiếp. Chúng ta nhấn dấu bằng. Bắt đầu từ vị trí tiếp theo là vị trí số 7. Là chúng ta bắt đầu từ đây. Và kết thúc tại vị trí số
27 đi. Thì chúng ta thấy rõ các số tăng lên và nó không có bằng 9. Như vậy điều này chứng tỏ chúng ta có hai cục đầu tiên là bằng 9 là m trừ 2 và m bằng trừ 3. Bây giờ chúng ta sang cục tiếp theo. Đây là số phức. Thì bây giờ chúng ta thấy cái cục này vào Z1 nè. Và cục này vào Z2. Tiếp tục cục này vào Z2. Và cục này vào Z1. Thì nếu chúng ta áp dụng mô đun của số phức thì chúng ta sẽ có phần thật tất cả bình phương và phần ảo tất cả bình phương. Như vậy chúng ta sẽ có m bình phương cộng với lại cái cục này tất cả bình phương. Chúng ta có căn m trừ 3 tất cả bình phương cộng cục này tất cả bình phương. Tiếp tục cục dưới này thì chúng ta có m bình phương cộng cục này cũng bình phương luôn. Tuy nhiên do dấu trừ á, cho nên khi bình phương nó sẽ bị sành số dương. Tương tự cục này cũng y chang m trừ 3, cái cục âm biến thành cục dương luôn. Như vậy trong trường hợp này mình chỉ cần xét một cục thôi. Như vậy chúng ta có máy tính Casio. Chúng ta nhấn vào số 9, chúng ta ghi y chang cái cục này. Nhân cho bằng. Bây giờ chúng ta có delta ở đây á, thì chúng ta biết rằng delta nhỏ hơn không thì nó sẽ nằm từ trừ 1 cho đến 7. Như vậy chúng ta sẽ lấy trừ 1 nè cho đến số 7. Để cho chắc ăn chúng ta chọn 0.5. Chia số càng nhỏ càng tốt. Như vậy mình lấy mình thiếu thiếu dấu ngoặc nha. Và bây giờ mình tìm xem khu vực nào nó sẽ bằng 9. Thì chúng ta có số này. Chúng ta lên nữa thì nó số lại tăng lên. Như vậy chúng ta chỉ còn có m bằng số 3. Như vậy chúng ta có ba giá trị, chúng ta chọn câu C.